Chào mọi người nhá. Chị em mình đang gói bánh chưng đây. Bánh chưng siêu to khổng lồ kiểu bà Tân Vlog. Còn đây là bà Lâm Vlog. Lâm Vlog. Cũng gần đến năm mới rồi, chúc mọi người có một năm mới an lành, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình nhá. Thì cũng năm mới rồi, mình cũng xin chúc các bạn có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui thành đạt hơn trong năm tới. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo dõi xem là chị mình gói bánh chưng có khác gì so với bánh chưng Việt Nam không nhá. Lần đầu tiên mình đi xa quê hương, lần đầu tiên ăn Tết ở một cái nước khác, đang bên Đài Loan. Nhưng mà mình vẫn không quên được văn hóa ở bên Việt Nam mình. Mình sẽ mang một chút văn hóa bên Việt Nam mình sang đây. Hôm nay bên Đài Loan rất là lạnh, chỉ có 14 độ thôi. Chị mặc áo len này. Mình mặc áo len này, ngồi ngoài trời gói bánh này. Cảm giác như chị em mình đang ở nhà ấy tỉnh nhỉ. Nhìn thấy bánh chưng nhớ về quê hương. Năm nay cho ăn bánh chưng, chị gói xem có giống này. Xem có giống mẹ gói không nhá. Thịt thì mọi người chọn thịt mỡ mỡ. Ăn sẽ bồi, sẽ ngon hơn. Cho một ít gừng vào nó sẽ thơm hơn, có vị cay cay. Thường thì một cái bánh chị cho khoảng bao nhiêu gừng? Cho ít thôi tùy. Nhưng mà chị thấy cho vừa vừa, cho nhiều nó sẽ cay quá. Tại nhưng vì mà bây giờ gừng nó rẻ lắm chị. Không bảo sớm đi. Gừng rẻ thì còn cho nhiều nhiều thêm tí nữa. Đây, phủ thêm một lớp đỗ. Rồi cho gạo lên. Rất đơn giản đúng không các bạn? Chắc là hôm nay mọi người gói bánh chưng xong hết rồi, chị em nhà mình muộn thôi. Mà hôm nay là 30 Tết rồi các bạn. 30 Tết rồi mình mới gói bánh chưng đây. Các bạn thấy chị của mình có khéo tay không? Thì mình sẽ gập cái đầu này lại này. Gập cái đầu này cho nó gọn. Khả năng là mình gói nó sẽ không được đẹp lắm. Tại vì lần đầu tiên mình gói bằng lá chuối với lại dùng dây dù. Mọi lần ở nhà mọi năm thì mình dùng lá rong nó sẽ dễ hơn. Có dây lạt buộc sẽ dễ hơn. Chị đang gói bằng lá chuối phải không? Đúng rồi, gói bằng lá chuối. Tại vì đây không, điều kiện nó không đầy đủ nữa như ở nhà. Có gì dùng đấy. Dây dùng dây dù này. Có sáng tạo. Năm nay dùng xong, cân đi sang năm dùng tiếp. Sang tận Đài Loan vẫn kiếm được lá chuối là may rồi. Tận Đài Loan có bánh chưng ăn đấy. Vẫn có bánh chưng. Mà hình như người Đài Loan họ không gói hay sao ấy. Người Đài Loan họ đi mua. Họ đi mua chỉ có bánh chưng dài, à bánh chưng tròn, không có cái bánh dài này. Đúng là cái này người ta gọi là bánh tét. Bánh tét à? Đúng, người ta gọi là bánh tét. Bánh dài gọi là bánh tét. Quán Việt Nam có bán này. Quán Việt Nam cũng là người Việt Nam mình gói. Khả năng là cái đầu tiên chị gói nó không được đẹp lắm thì ạ. Có bạn nào biết gói bánh chưng không? Bánh chưng nơi xứ Đài. Chị em nhà mình đang bên Đài. Mình chỉ biết ăn thôi. Có chút không khí Tết. Tuy nó không đẹp lắm nhưng mà nó cũng thành hình. Cũng gọi là có bánh chưng. Quan trọng có là bánh chưng nhân thịt. Bánh chưng nhân thịt. Đúng đấy. Bên Việt Nam mình bây giờ. Bên Việt Nam thịt lợn đang đắt. Nhà nghèo, nhà mình nghèo lắm các bạn ạ. Ở quê chưa chắc đã có bánh chưng nhân thịt đâu. Đây bây giờ cuốn. Quấn này đừng quấn chặt tay quá, cầm lòng tay một tí. Đây, nó sẽ đều. Không nên cầm chặt tay quá. Nó sẽ đều cái bánh với lại nó tí nữa mình luộc nó còn nở ra nữa. Nếu mà mình chặt tay quá nó sẽ bị bục. Hợp lý chứ? Khá nhiều công đoạn nhỉ. Cái vấn đề này thì em không nắm bắt được. Không nắm bắt được à? Cái này chỉ có con gái khéo tay mới biết thôi. Trai gái gói được hết. Ở bên này mua bánh chưng đắt. Nhìn đã muốn ăn rồi. 150 một cái bánh chưng vuông. Bánh chưng vuông à? Ừ. Em chưa hỏi. Không, chị hỏi 150 một cái. Tự gói này mua nguyên liệu rẻ hơn. Thế thì họ bán được rất là nhiều tiền đấy nhỉ? Nhiều tiền mà. Một nồi bánh chưng họ kiếm hàng mười mấy triệu đấy các bạn ạ. Đa số họ đi mua chứ họ không gói như mình. Chị thì ăn bao nhiêu thì ăn. Không, chắc cũng không ăn được mấy đâu nhưng mà thích tự làm. Tự làm vui hơn. Làm vì đam mê. Làm vì đam mê, không phải vì ham ăn. Được đây chứ. Là bánh nếp. Đây nhìn, các bạn nhìn thấy có giống cái bánh chưa? Đấy. Đấy. Có bánh chưng này. Thế là có bánh chưng rồi. Một chiếc bánh chưng đầu tiên. Một chiếc bánh chưng đầu tiên đã hoàn thành, để đây. Mà quan trọng là bánh chưng nhân thịt. Này lạnh quá. Ôi lạnh quá các bạn ơi.
Hôm nay ở Đài Loan đang 17 độ ấy. Khá là 14 rét. độ thôi, làm gì đến 17 độ. Ừ. Thằng nào rét vậy? Đây. Mặc áo len vẫn rét các bạn ạ. Lúc đầu mình dài ấy, mình sẽ cho cái mặt cái mặt nó lá chuối có hai mặt này. Một mặt bóng bóng mặt trước này. Một mặt nó có cái phấn trắng trắng mặt sau, mình sẽ cho lên đằng trước. Đây, mình sẽ dài lên đằng trước, dài lên trên. Dài khoảng 3 4 lớp. 3 4 lớp cho chắc. Ba lá, ba lớp. Ba lớp. Ba bốn lớp đi. Còn cái lớp này ấy, quên mất, cái lớp này thì mình sẽ dài lên trên. Dài cái mặt bóng bóng lên trên nó sẽ xanh hơn, nhìn nó xanh hơn không? Nhìn nó đẹp hơn. Không phải đẹp, mà đến lúc luộc ra nó sẽ ra cái màu xanh, nhìn bánh chưng xanh nhìn đẹp. Vậy. Ừ. Gạo Đài Loan nhìn nếp. Rất là ngon. Dẻo thơm. Chưa ăn đã thấy thơm rồi. Cái này luộc có nhanh chín không? Thì luộc càng lâu, chị thấy thì luộc càng lâu càng ngon, nhưng mà ít nhất là tầm 4 tiếng. Mọi người rải cho đều đều ra, đến lúc ăn nó đều nó sẽ ngon. Cho nhân thịt.